Cô gái 27 tuổi ở Hà Nội chia sẻ 4 sai lầm về tài chính đã mắc phải khi là sinh viên mới ra trường. Cùng xem người phụ nữ 27 tuổi này đã có 4 sai lầm tài chính nào mà các bạn trẻ cần rút kinh nghiệm. Bạn đã bao giờ tự hỏi mức lương và thói quen chi tiêu của mình như thế nào so với những người cùng trang lứa hoặc đồng nghiệp trong ngành? Vậy hãy cùng theo dõi Money Talk, tuyến bài tổng hợp các bài viết phản ánh chân thực về cách tiêu tiền của một người phụ nữ. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện tài chính của một phụ nữ tên Hoài, 27 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội. Sai lầm về tài chính ở độ tuổi 20 gần như là một nghi thức để trở thành một người trưởng thành chính thức. Những sai lầm về tiền bạc mà tôi mắc phải khi mới tốt nghiệp đại học không phải là khoảnh khắc tươi sáng nhất trong cuộc đời, nhưng chúng chắc chắn đã dạy tôi cách tiến lên trong việc quản lý tài chính cá nhân của mình. Tốt nghiệp đại học là một khoảnh khắc vui sướng và thú vị đối với bất kỳ ai, và bản thân tôi cũng vậy. Tôi ra trường với tấm bằng cử nhân trường Đại học Thương mại, nhiều hy vọng vào tương lai, tuy vẫn có một số tiền nợ mà gia đình vay để trang trải cuộc sống cho tôi khi còn đi học đang chờ được trả hết. Khi tôi nhận được công việc đầu tiên sau tốt nghiệp mức lương rất thấp, lại bấp bênh, nghĩ lại về khoảng thời gian đó, thấy tới bốn sai lầm về tiền bạc mà mình đã mắc phải. Nhưng bây giờ đã lớn hơn, nếu cho quay ngược lại tôi sẽ làm khác, bởi việc mắc sai lầm tài chính ở độ tuổi 20 là điều có thể dự đoán được và mặc dù thật khó để chấp nhận rằng bản thân đã mắc sai lầm, nhưng học hỏi từ chúng là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi hy vọng bạn có thể tham khảo từ những sai lầm tiền bạc mà tôi đã mắc phải khi còn là một sinh viên mới tốt nghiệp để tránh xa không bị mắc phải điều tương tự. Thứ nhất, lao vào các cơ hội học tập không thực tế. Vì sợ hãi trước những điều chưa biết trong công việc, tôi lao vào các cơ hội học tiếp ngay sau khi lấy bằng đại học. Tôi hoảng sợ trước viễn cảnh bước vào làm việc mà không có các kiến thức chuyên ngành. Tôi cũng cảm thấy chưa đủ với nền kiến thức đã tiếp thu được trong 4 năm học đại học. Tôi đã trả tiền và đăng ký để học thêm một số chương trình liên quan tới marketing và sale là những khóa học trực tuyến. Tôi nghĩ rằng mình cần thêm trình độ, cần một cái gì đó hơn nữa, thậm chí có thể là một con đường sự nghiệp hoàn toàn mới. Mặc dù không sao cả khi khám phá các lựa chọn mới, đặc biệt là khi ở độ tuổi 20, nhưng việc vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định nào như vậy đều gây rủi ro về tài chính. Cuối cùng tôi đã không đi học và bỏ các khóa học trực tuyến của mình. Thay vào đó, tôi xin làm cộng tác viên cho một số công ty xây dựng kinh nghiệm làm việc cho bản lý lịch của mình. May mắn là điều này tốt hơn nhiều cho cuộc sống và ví tiền của tôi so với các khóa học online lúc đó. Thứ hai, chi tiêu phung phí khi mọi thứ trở nên khó khăn. Là một sinh viên mới tốt nghiệp, tôi thường xuyên bị từ chối khi đi xin việc. Tôi đã nộp đơn cho rất nhiều vị trí, phỏng vấn ở nhiều công ty và công việc vẫn sẽ thuộc về một ứng viên có nhiều kinh nghiệm hơn thật khó để cảm thấy có động lực trong sự nghiệp khi bạn đang ở vạch xuất phát và chỉ hy vọng ai đó sẽ dành cơ hội cho bạn. Với mỗi lần bị từ chối đều thôi thúc tôi mua một thứ gì đó có thể khiến bản thân tạm thời cảm thấy dễ chịu. Tôi hối hận vì đã dựa vào sự bốc đồng hơn là tập tự chăm sóc bản thân hoặc lên kế hoạch cho những bước đi tiếp theo của mình. Sức khỏe tinh thần và tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Và tôi nghĩ những sai lầm tài chính mà mình mắc phải ở độ tuổi 20 là một ví dụ điển hình cho điều đó. Đó là khoảng thời gian tôi dễ bị tổn thương, quay cuồng trong cuộc sống và thật khó để tránh bỏ tiền mặt vào một thứ thực sự muốn, cho dù đó là một đơn hàng lớn hay một đôi giày, chỉ để lấp đầy khoảng trống tìm kiếm việc làm dường như vô tận. Nhưng nhìn lại, thay vào đó, nếu tôi dành chút thời gian để lưu tâm và chăm sóc bản thân cũng như tài chính của mình, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vì vậy, có thể thử ngâm mình trong bồn tắm yên tĩnh, lấy giấy bút và viết ra các mục tiêu nghề nghiệp hoặc thậm chí bỏ số tiền mặt bạn định chi tiêu không cần thiết vào quỹ khẩn cấp sẽ là điều tôi khuyên mọi người nên làm. Thứ ba, nghĩ rằng tôi còn quá trẻ để tiết kiệm và đầu tư, một sai lầm lớn về tiền bạc mà nhiều người mắc phải là không biết tiết kiệm và đầu tư khi còn trẻ. Ít nhất tôi biết đây là trường hợp của tôi. Tiết kiệm và đầu tư là khái niệm đáng sợ đối với một số người. Nó có vẻ như là một nỗ lực tài chính rất xa vời đối với những người ở độ tuổi 20. Giờ tôi mới nhận ra rằng sai lầm đầu tư lớn nhất là không đầu tư và không tiết kiệm sớm thì lại càng ngốc ngách. Ngay cả khi tôi chỉ tiết kiệm hay đầu tư một số tiền nhỏ, tôi vẫn có thể có một khởi đầu vững chắc với tài chính của mình. Tôi rất hối hận vì đã không biết tiết kiệm và đầu tư sớm hơn. Thứ tư, bỏ qua việc tiết kiệm cho tài khoản nghỉ hưu. Tương tự với việc đầu tư, tôi nghĩ mình còn quá trẻ để mở tài khoản dành cho việc nghỉ hưu. Tôi đã bỏ nó mà không nhận ra những cách nó có thể bắt đầu sinh lãi và giúp khoản chi tiêu khi về già của tôi nhẹ gánh hơn. Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với ngân hàng ngay sau khi tốt nghiệp để nói chuyện về những do dự của mình và có một số lời khuyên từ chuyên gia tài chính về những hình thức đầu tư và tiết kiệm có thể phù hợp với tôi khi là sinh viên mới tốt nghiệp. Bài viết ghi theo lời chia sẻ của nhân vật.